Acer Nitro 5 2022 thực sự đã làm mới lại bản thân. Sự thay đổi cải tiến đến từ những ngôn ngữ thiết kế. Nếu như mình dùng băng dính để che đi lại logo thì nhiều người sẽ nghĩ rằng đây sẽ là một sản phẩm đến từ một hãng A khác, chứ không phải là một sản phẩm đến từ Acer. Điểm nổi bật nhất ở trong thiết kế của năm nay đó chính là về phần mặt lưng. Không còn logo của Acer nằm ở chính giữa, mà bây giờ vị trí đặt logo đã được đẩy lên ở bên phía trên cùng và thu nhỏ lại, nhường vị trí cho những cái đường kẻ trang trí ở phần mặt lưng. Ngôn ngữ thiết kế vuông bắn cũng đã quay trở lại, thì với cái thiết kế vuông bắn này sẽ giúp cho sản phẩm nhìn qua thì trông có vẻ là hơi nam tính, nhưng về tổng thể sẽ thấy sản phẩm được nhỏ gọn và thanh thoát hơn. Thế mạnh về những cái hốc gió tản nhiệt vẫn sẽ được giữ nguyên, với tổng cộng là 4 hốc gió tản nhiệt và được chia đều ra làm hai bên. Phần mặt dưới cũng được tối ưu lại để việc hút gió lên sao cho hiệu quả nhất. Vẫn trong những điểm cải tiến về mặt thiết kế, đó chính là về phần khu vực bản lề. Bản lề mới đã được đặt lùi sâu hơn vào bên trong, thì cái lý do để khiến cho bản lề đặt lùi lại đó chính là chúng ta hoàn toàn có thể mở được bằng một tay cực kỳ dễ dàng. Và việc đổi vị trí bản lề ở đây cũng sẽ giúp cho cái việc các bạn mở bản lề ra, các bạn mở máy ra từ bất kỳ một cái tư thế nào cũng sẽ không gây cái áp lực lên cái phía bản lề của phía đối diện, thì giúp cho sản phẩm có độ bền được tăng lên. Về mặt tổng thể, cả phần khung máy lẫn phần bản lề thì mình sẽ đánh giá mức 8/10, cực kỳ tốt dành cho phân khúc laptop gaming hiệu năng cao. Hiệu năng cao ở đây là gì? Hiệu năng của bất kỳ mẫu laptop gaming nào được đánh giá dựa trên cấu hình của sản phẩm. Điều đó đúng nhưng vẫn chưa đủ. Để đánh giá được hiệu năng có đủ tốt hay không, phải dựa thêm một yếu tố nữa, đó chính là về phần nguồn điện, tức là cái phần hệ thống sạc được cung cấp theo máy. Với tất cả những cái dòng laptop hiệu năng cao, muốn sử dụng được cái hiệu năng tốt nhất thì bắt buộc các bạn sẽ phải cắm sạc khi sử dụng. Và nếu như bạn nào mà sợ là pin bị hư hay là pin bị chai thì hoàn toàn có thể giới hạn lại cái vấn đề sạc pin ở trong phần cài đặt. Cục sạc theo kèm của Acer Nitro 5 Tiger mình đang có ở đây hiện tại thì có công suất lên đến là 330W, tức là cao hơn khi so với hệ tiền nhiệm. 330W điện này sẽ cung cấp điện năng cho cả phần CPU lẫn phần GPU. Thì phần CPU được trang bị ở đây là CPU Intel Core i7-12700H. Phần GPU được trang bị là RTX 3070 Ti, 32GB RAM, 2TB SSD và được thiết lập RAID 0 và một HDD 1TB. Gần như đây là những cái option mà bạn có thể nâng cấp được tối đa, mà mình cũng đã có nâng cấp tối đa rồi. Thì đối với mẫu laptop gaming mà sử dụng như vậy thì cũng đã là cực kỳ nhiều so với nhu cầu của mình. Ví dụ như là các bạn sử dụng trên desktop thì chúng ta có thể nhiều hơn ở vấn đề HDD, còn với 2TB SSD thực sự là rất nhiều để chúng ta có thể cài app và ứng dụng. Và quay trở lại vấn đề điện đi, hai thành phần ăn điện chính là CPU và GPU thì đều được cung cấp điện áp rất tốt khi so với thế hệ trước. Và bởi vì đây là phiên bản sample thôi, thế nên mình sẽ chưa thể đánh giá được một cách chuẩn nhất, và mình sẽ đánh giá dựa trên là chúng ta cần một cái mẫu laptop mới xuất hiện và chúng ta sẽ dùng để tham khảo. Điện năng khi chơi game của GPU sẽ loanh quanh khoảng chừng từ 100 cho đến 140W điện, cũng chưa phải là cao nhất để dành cho RTX 3070 Ti. Tuy nhiên, khi so với những cái mẫu laptop ở trên những cái phiên bản khác cũng được trang bị RTX 3070 Ti thì đấy cũng là một mức điện năng khá là ổn. Còn về mặt hiệu năng của CPU thì thực sự là dòng CPU thế hệ thứ 12 của Intel, ngoài trên desktop thì trên laptop cũng rất tốt. Một mẫu CPU Intel Core i7 và chúng ta có tận 14 nhân và cái hiệu năng đa nhân là cực kỳ ấn tượng. Cái này chúng ta sẽ không cần phải bàn cãi nữa. Mình test ở trên với Cinebench R23 thì cái điểm số mang lại là cực kỳ ấn tượng, thậm chí còn cao hơn cả so với Intel Core i9. Tuy nhiên thì có thể là một đây là phiên bản Win 11 mình sử dụng là phiên bản test pro thôi. Thế nên cái vấn đề hiệu năng, cái đơn nhân của sản phẩm vẫn chưa làm đủ mình ấn tượng so với thế hệ trước. Về phần nhiệt độ khi trải nghiệm sản phẩm cũng khá mát, nói chung là giữ nguyên cái hệ tiền nhiệm thôi. Mát thì hệ sau vẫn phải mát, chứ không mát nữa thì coi như là cải lùi rồi. Hầu hết trong quá trình chơi game của mình thì mình sẽ đều để ở chế độ gọi là quạt gió được max, và chế độ chơi game sẽ là performance để cho GPU được ăn điện một cách tốt nhất có thể. Thì khi các bạn bật cả chế độ cool boot lên thì quạt hoạt động sẽ gần như là max luôn, rơi khoảng chừng từ 6.000 đến 7.000 vòng một phút, tức là khá là cao đấy. Thì nhiệt độ sẽ mát hơn khi so với auto khoảng từ 5 đến 7 độ C khi các bạn chơi game. Và mình khuyên các bạn rằng là nếu như các bạn nào chơi game mà hơi hát qua một chút thì nên đeo tai nghe và bật chế độ cool boot lên. Còn những bạn nào chỉ trải nghiệm
bình thường, gọi là chơi cờ hoặc là chơi game nhẹ nhàng, thì hoàn toàn có thể để cho nó auto để máy hoạt động được yên tĩnh hơn. Với một cấu hình cao thì màn hình được trang bị cũng rất tốt, độ phân giải lên đến Quad HD, tần số quét là 165Hz, kích thước là 15.6 inch. Quá trình trải nghiệm của mình cho thấy rằng là đối với nhu cầu chơi thuần những cái tựa game không quá nặng thì RTX 3070 Ti trên Acer Nitro 5 Tiger vẫn kéo được tần số quét cao trên độ phân giải là Quad HD. Tuy nhiên, đối với một số các cái tựa game nặng, một số tựa game offline thì khi mà bật max setting lên thì cái mức FPS sẽ khoảng hơn 100 FPS, tức là vẫn chưa để thỏa mãn được cái màn hình 165Hz. Lời khuyên của mình ở đây là nếu như các bạn không muốn hạ xuống độ phân giải Full HD, bởi vì hạ xuống thì hơi buồn một chút bởi vì màn hình hỗ trợ độ phân giải cao mà, thì các bạn nên lựa chọn những cái tựa game hỗ trợ DLSS để có mức FPS cao nhất có thể. Và những thành phần còn lại thì thuộc về trải nghiệm sử dụng hàng ngày thì như thế nào. Đầu tiên sẽ là về phần bàn phím, thì bàn phím giống hệt như với thế hệ tiền nhiệm, vẫn có chất lượng rất tốt, có LED RGB, khoảng cách giữa các phím hợp lý, gần như là mình không gặp cái hiện tượng bấm nhầm ở trên cái mẫu laptop Acer Nitro 5 này. Và theo như mình đánh giá thì đây là một trong những cái bàn phím laptop tốt nhất ở trong phân khúc, xét trên khía cạnh là những cái mẫu laptop dành cho gaming. Phần trackpad trên laptop gaming, theo mình thì hầu như mọi người sẽ không để tâm lắm, miễn là vẫn có để khi cần vẫn có thể sử dụng. Còn những cái thành phần kết nối khác, ví dụ như kiểu cổng USB Type-A, USB Type-C, HDMI, tai nghe, vẫn đầy đủ để cho những cái nhu cầu từ cơ bản cho đến nâng cao vẫn có thể đáp ứng rất tốt. Còn về phần thời lượng pin thì mình sẽ không đánh giá, bởi vì chẳng ai đi đánh giá cái thời lượng pin ở trên laptop gaming cả. Tuy nhiên, nếu như bạn quan tâm đến là sử dụng được trong bao lâu, thì với 100% pin và độ sáng là 75% thì mình vẫn có thể sử dụng 4 tiếng, đấy là mình không chơi game. Và đó là những gì các bạn cần biết về dòng Acer Nitro 5 Tiger. Những gì tốt nhất vẫn sẽ được giữ lại từ cấu hình cho đến bảng mạch, và chủ yếu cải tiến đến từ những gì mà người dùng cảm thấy và cảm nhận được, như phần mặt lưng cũng như là về hệ thống sạc. Phiên bản mình đang có ngày hôm nay là phiên bản sample, so với phiên bản thương mại thì có thể khác đôi chút về mặt phần mềm, còn về phần hiệu năng cũng như thiết kế và toàn bộ những gì các bạn thấy ở trong video ngày hôm nay sẽ gần như là giống hệt, có thể nói là giống đến 100%. Thì các cái phiên bản sản phẩm của Acer khi ra mắt thương mại trên thị trường từ những dòng laptop gaming thì đều có chính sách bảo hành 3+1 của sản phẩm. Vậy thì các bạn có quan tâm đến dòng Acer Nitro 5 Tiger hay không? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới một bình luận của video. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.